Các bạn biết không, hôm nay là thứ bảy giữa mùa dịch COVID. Khi tôi tỉnh giấc, biết mình còn sống, tôi vội mở những bài nhạc bolero lên và nghe những lời ca tiếng nhạc. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, thấy trời trong mây trắng, tôi nghe những tiếng chim hót lạnh lót ngoài vườn. Tôi được hít thở không khí trong lành, nghĩ tới mình đang có cơm ăn áo mặc, có nhà cao cửa rộng. Tự nhiên tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Đã một lần nào các bạn nói từ cảm ơn chưa? Ngày hôm nay tôi muốn xin được nói cảm ơn. Trước hết là tôi muốn cảm ơn ba mẹ. Sau đó là tôi xin cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn trời Phật đã cho tôi được tất cả những gì tôi đang có hiện tại. Giữa mùa dịch COVID này, mọi người đang quằn mình chống dịch. Những y tá, những bác sĩ, những nhà lãnh đạo lúc nào cũng túc trực để tìm cách giành lại sự sống cho tất cả mọi người. Mình và tất cả những người bạn còn đang sống ở đây nên một lần nói cảm ơn. Trước hết tôi xin cảm ơn đất nước Việt Nam, nơi tôi được sinh ra và lớn lên, dạy tôi học và cưu mang tôi trong suốt những ngày thơ ấu. Tôi xin biết ơn. Kế đến là tôi xin cảm ơn nước Mỹ, nơi đã cưu mang tôi và cho tôi được những gì tôi đang có như ngày hôm nay. Các bạn ơi, hãy nói lời cảm ơn khi mình còn có thể. Các bạn đang ở đất nước nào thì cảm ơn đất nước đó nha các bạn. Lời cuối, tôi xin được cảm ơn nước Mỹ đã cưu mang cộng đồng người Việt của chúng tôi, những người con xa xứ, để chúng tôi có được một cộng đồng người Việt lớn mạnh như ngày hôm nay. Thành thật cảm ơn và cảm ơn rất rất là nhiều nước Mỹ.